Bây giờ mình qua đâm qua cái ô. Ôi ôi, sao cái dốc này, cái dốc gì sao đi ta? Không có đồ nắm này, không có cái gì nắm này, nó đứng. Chào các cô chú anh chị, thì hôm nay mình đang có mặt tại núi Già Năm Giếng, thì hướng bên hướng về núi Cập quá. Hướng bên đây thì không có khách hành hương đi, thì chỉ có dân người ta làm vườn đồ này kia, người ta đi lên đi xuống, người ta xịt xoài đồ này kia không à. Thì lúc trước những người người ta đi đặt bẫy với người ta làm vườn ở đây á, thì nó gặp rắn nằm ở đây nè, rắn bằng bắp dế luôn á nha. Thì nó nằm đây, người ta lên nó gặp cái nó bò rút vô đó đó, rút vô đó mất luôn. Rồi người ta mới đi, ta nói thế nào ở đây cũng có cái hang, cho nên người ta lên đây, người ta lên đường đó đó, leo cái men cái suối nè, chỗ này có cái suối, tại vì nó hay xuống uống nước á. Người ta lên lên về dạy cho ảnh gặp cái hang rắn hổ mây. Rồi có mấy cái người ta đi đợt bảy là gặp con rắn hổ mây rất lớn luôn, nhưng mà đã gặp cái hang rồi người ta chạy xuống hết trơn, người ta không có dám ở trên đó. Thì cái dân mà đi bắt ong đồ này kia đó chứ đặt bẫy, dân làm vườn ở đây người ta chạy tán loạn hết luôn. Thì vì có rắn hổ mây quá lớn ở trên chỗ cái hang đó. Hôm nay mình với em Tân thì có lên trên đó để mình tìm lại cái hang rắn hổ mây, thì cách đây cũng mấy năm rồi, cho nên hôm nay mình lên thăm lại cái tìm lại cái hang coi có gặp hay không. Thì khu rừng này rất vắng luôn đó nha, ở đây thì còn rất hoang sơ luôn. Có cái chỗ này người ta dọn ra, cái chỗ này đất bằng người ta dọn ra để người ta trồng mít với sữa này kia nè, với chuối đó. Còn như là ở trên đó dốc toàn là rừng không. Thì mình lên trên đó mình tìm lại cái hang rắn hổ mây coi coi có duyên không gặp. Quay cho cả nhà xem nè. Thì cái chỗ này là chỗ cái dòng suối, thì ổng hay ra tìm nước ăn uống á, cho nên người dân ta hay gặp á. Rồi mấy năm trước là dân người ta không dám lên luôn á, tại vì ổng hay ra ngoài, ổng rất to luôn, to hơn cột lồng đèn nữa. Mời quý vị theo mình khám phá rồi cái hang rắn hổ mây ra thế nào. Đây là cái đường đi lên. Hôm nay mình với em Tân đi. Nhờ em Tân dẫn mình đi, tại vì đất của em Tân ở trên này á, rành đường đi. Em nó cũng biết cái hang nữa. Anh này người ta chặt củi á, chặt củi đem về chụm á. Cái giống như là cái núm vậy ha. Cây xoài. Cái đù ra giống như cái núm gì nó đang đeo vậy á. Giống cái mình con rùa nè. Cái đầu con rùa nè. Cái đầu con rùa nè. Còn ở trên này giống cái núm linh chi. Ui. Ở đây cát hộp to to không. Xeo cái dòng suối này nè, mấy ổng hay xuống đặng tìm nước uống á. Nên mình đi theo cái này có thể mình có duyên gặp ổng. Mấy cái hàng cao bắp mình xem cũng cao bắp mình cũng hiểu là cũng biết là thử duyên nó gặp cao bắp. Cao bắp là mỗi chuyến đi rồi anh em mình mới gặp. Còn hàng mỗi cái làm đi quay thì cũng thấy người chứ. Hữu duyên lắm mới gặp. Mà nhiều khi gặp quay không được. Có chứ, đi đi hang á gặp mà quay không được. Là
có quay nhưng mà trong máy thì không thấy. Không thấy. Có mấy clip đó, mấy clip về khán giả người ta thấy. À, có thấy luôn hả? Có thấy, khán giả người ta thấy. Mà lớp mình quay thì không thấy. À. Về đăng lên thì xem thấy. Còn có lúc thì mình ở ngoài mình quay mình thấy luôn nhưng mà quay không tới. À. Tới chừng vô gần tới thì ông mất rồi. Dạ. À, lớp sấy nó hốt ba cái đá đi thành cái đường suối luôn. Nay ở trên đó có cái hòn đá bóng ngới. Nó dài sọc mà nó bóng ngời tưởng rắn. Có cái đầu kia đó hả? Ừ. Ý đường nào đi lên Tăng? Đi đường bên đây nè hả? Ờ. Ồ rồi. Ồ người Việt Nam mình hay kêu là cù đi. Cù đi. Ồ rồi chỗ này đi hơi khó nha Tăng. Bị cát không à? Đường lên đỉnh Colombia. Wow. Cũng thẳng ha. Muốn tìm một cái gì đó. Ô già. Dạ. Hoặc là tìm bí cho cái nhà mình thêm một cái gì đó. Làm một cái clip phim mà đi rừng đi núi không phải dễ. Anh thấy cái đường về chứ ngày xưa về em á là gánh nước xịt sòi ở trên là đi gánh một cái gánh nước hai cái can 60 lít đi từ dưới đó lên được đoạn đường này. Đi đường này đấy hả? Đúng rồi. Ôi ôi. Can 60 lít gánh hai một đầu một can đi lên. Nếu mình nói ra thì cả nhà mình sẽ không có tin. Ừ. Thật ra mình người chứng kiến mình thật ra mình còn kinh đó. Cái đường này mà gánh đồ nữa. À. Hồi xưa là bán tàu rồi là đi đường trên nào đi suốt không đó. Ôi ôi, cái đường cát không? Không có cái bậc thang nữa. Wow. 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 Đường này có dây thú địch hay sao mà có cái mùi à, chắc là đường đó quá Tăng. Đây hả? Ờ. Cái dốc đứng ghê luôn. Quá sâu luôn. Làm một cái clip khám phá núi rừng đâu phải dễ ha. Ồ, có cái đường nè, Tân. Có cái đường mòn á. Đường này đi qua. Ừ. Gần gần tới cái hang đó chưa Tân? Mấy trăm mét nữa tới. Vậy hả? Mấy trăm mét nữa là tới cái vị trí mà người ta gặp á. Ờ. Cũng là cái hang trong tới vị trí mà dân ở đây người ta gặp á ha. Đi mấy người bắt ông gặp. Khu này thì bỏ lâu rồi cho nên bây giờ đường đi thì nó cũng rất là khó luôn. Hoang sơ quá.
không ai đi. Có thể nói là cỡ khoảng 10 năm mà không có đối tượng người đi ra những vị trí như này. Từ từ mình thấy nó ở gần đây thôi. Đây cái con suối này chạy xuống dưới đó. À con suối nè. Đâm đuối luôn. Đâm đuối. Khi mình đi mấy ổng xuống uống nước. Mà mình nói chuyện kiểu này mấy ổng nghe, mấy ổng tra trốn trần. Mấy ổng ngửi được cái mùi mình cả trăm mét á. Có duyên hữu duyên lắm mới gặp được mấy ông, mấy ông cho thấy mới được, thấy mà cho quay nữa mới được. Chắc gì mình thấy được mà mình quay được. Ờ ý hết đường đi rồi ta. Hết thấy bụi tre ở đâu đường xì cho bá luôn hả? Có phải ổng lũ cho nó hả? Xám xám đó hả? Ồ, hòn đá, hòn đá. Hòn đá. Hòn đá, hòn đá. Hòn đá. Ôi trời, đá nó bóng như trời. Đá mà nó bóng nó láng lứt à. Cái máy quay không thấy gì luôn. Cây quá cây thì không thấy. Quá gì. Cây à. Nó nằm ngay đây nè cái nhà. Nè để mình chỉ ngón tay này nha. Để mình zoom lại nè. Đó. Đó. Ngay lá cây phía dưới lá cây đó. Hồi trước anh gặp dưới cái đường hôn này nè. Dạ hả? Cái đoạn trên đó, đoạn khỏi cục lá đi lúc bên trên chút xíu nữa. Ồ. Cái hang này nằm trên kia, cái hang phải đi đường bên đây mà qua mới được. Ừ. Đó, nhưng mà đi trên đó không biết có thể chui qua lọt được cái đám rừng ngũ binh này để xuống cái vị trí chỗ cái hang hay không. Quá trời rừng không biết sao nữa. Tại vì nằm cặp dưới mấy ô. Ừ. Thì mấy ổng ở ngay gian mấy ô rồi mấy ổng uống nước á. Ừ. Thì để mưa máy ngủ mệt tí xíu á. Rồi qua đó mình đi ngay qua đó. Cái chỗ cái chỗ mình quay nãy đó ha. Ừ. Là người ta bắt ông ta gặp trên đó. Bắt ông ta gặp, ta bỏ, ta chạy cái đường này mà anh tính đường này mà ta chạy chạy một tăng một xuống tới dưới đất bằng dưới cái chỗ mình mà đi lên chỗ trò bà hai. À, chỗ mà nãy mà mình mới lên quay đó ha. Ừ. Ừ. Chạy một tăng xuống tới dưới luôn. Trời ơi. Thôi cái đường này mà chạy không đó hả? Chạy không đó thì anh biết đi thì cỡ nào. Ừ, cái đường nó chỉ nghiêng vậy mà. Họ sợ á. Quá sợ. Ừ, cái nhánh xoài này nó khô nè. Người ta đi rừng, người ta đem cây ngoéo, người ta dọn đường. Mình không có đem cây ngoéo, mình đem cái bàn tay. Ồ, có cái đường mòn nè, Tăng. Chắc hồi xưa người ta đi nó còn hơi mòn nè ha. Đường này hồi mấy trước là gia đình mình làm rồi, trên này đi đường này. Ờ. Ờ, sợ tổ ong nó đóng dầm mình không thấy ha. Cát không à. Đi lên đường đó đó. Đi nhìn nhìn coi mấy ổng có nằm đâu không.
Ôi ôi, chu gì đừng luôn. Cô chú anh chị em nhớ like, chia sẻ, đăng ký, ủng hộ giúp kênh anh em mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Mình là kênh Nguyễn Năm TV. Còn thằng em đó thì cái kênh nó tên là Quỳnh Tân. Quỳnh Tân gì? Quỳnh Tân HT. Quỳnh Tân HT. HT là gì? Là Quỳnh Tân đó hả? Hết tiền. Quỳnh Tân hết tiền. Quỳnh Tân HT là Quỳnh Tân hết tiền hả? Nó đi theo anh, đi đường theo anh đó. Ở đây có hòn đá lú gai gan ở động rùa nè Tân. Giống hệt luôn nè. Ở dưới đất có lú lên nè. Lú lên như động rùa chứ. Dưới rùa tre đó là cái dòng suối đó cả nhà. Mà ở đây mình hết nghe suối chảy rồi. Bích đường đi luôn rồi Tân ơi. Nho nho rừng à. Nho rừng mà chát xịu à. Ừ hết đường đi rồi. Đi chen chen vô đường này nè. Vậy hả? Trước được gặp ở đây đây hả? Ồ, chỗ này là hồi trước mình đã gặp cái hôm nay ở đây. Mà bây giờ mình đang không gặp nữa. Mình không đi tu hết rồi. Cái hang chắc đi đường này lên quá Tân. Hang hả? Chỗ này cũng có nước chảy nữa nè. Ba lá cây quá trời rồi. Ừ. Cái này hả? Là cái hang mấy ông nằm ở đây đây hả? Ôi mới gặp cái cây cọng dòng đó, đen đen tưởng nó ổng không. Ừ. Ờ có cây tầm dòng đó ai chặt rồi nó treo toàn tan đó luôn người ta. Đi mình đi theo cái dòng suối nữa coi. Hả? Cũng đỉnh, cũng đỉnh. Cũng đỉnh cây to to không. Nè. Cái cây này nằm đang xì tưởng ống. Ôi dồi, cái cây này cây gì mà hết thế nó bự luôn à. Cái cây này nó ngã. À, cây tầm dông khổng lồ luôn nè. Mất kẹt cái đọt cái trên á. Nè ai chặt nè. Rồi nó rút không được tao bỏ luôn hết Tân. Cái tre. Tre tầm tre. Ôi ôi nó cứ ngắt à. Ừ cái bụi này nè. Mà người ta chặt người ta làm cái gì đó. Ừ cái đường này nó ẩm thấp cho nên mấy ổng xuống mấy ổng kiếm nước uống. Ừ. Cây này cây gì hết thế lớn luôn à Tân. Không phải gáo.
cây cổ thụ gì nè, hết thể lớn luôn rồi. Không, không thấy hang. Để đi về dài lên trên nha. Ôi, cái cây gì mà bự. Cây này ba người ôm quá. Ba bốn người ôm. Không thấy miệng hang. Ổng líp rồi. Giết rồi lâu quá rồi, cây cối rồi này kia, lá cây rồi đó Tăng. Ồ, cái cây này có cái bọng cây bành cây luôn nè. Cái cây này ở trên này có cái bọng cây hết thế lỗ bự luôn nè Tăng. À, cái lỗ nhỏ hả? Vậy hả? Đâu lên cái gò này thử ra ta. Sao lên cái gò này được, nó quá trời cao à. Ở dưới đó có cái hang hả? Đó. Nó có cái lá vàng vàng tại đó. Ừ, đây phải không? Ờ, cái hốc đá rồi. Đó. Đá. Có hang vô kìa. Có hang luôn hả? Đó, có hang vô bên trong đó. Ừ. Sao cái hang cái thằng nó đứt mất tiêu rồi đó. Biết cái lá cây rồi đất cát rồi mưa gió nó chài đất xuống á. Cái ngày ngày bồi 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 lại liếp. Ê, trên cái gò đó làm sao đi được? Đi thẳng lên, đi thẳng lên. Đi thẳng lên hồi tổ ông mình rồi, lâu quá bị lóc rồi. Sao lên đó ta? Có tràn đứng là sao vậy em? Lá cây nó mọc nó lấy giết mà nó thành cái chấp luôn, như chấp mấy cái đìa ngày xưa ông Tư kể. Khúc cây đó nó nằm mây gan rắn luôn. Khúc cây này. Đi hoài mà không có gặp mấy ổng. Hả? Cái gì? Cái chỗ vị trí chỗ cây me này anh thấy đây có cây me to không? Ừ, có cây me đó. Có cây me chua, cây me to này là ngày xưa là bà ngoại em nói là cúng gãy. Bà nằm giữ đồ đây nè, có cái giọng gần giọng cúng rẫy mà cái dạng như là lâu rồi quên, không tới ngày mà mình quên không cúng á. Ừ. Cái đầu chữ vị thay mấy ông xuống. Cái là thay mấy ông gắn á. Ừ. Xuống cái nằm kế bên của ngoại con rắn một bắp chân vậy đó nha. Ừ. Ngóc cái đầu cao lên vậy đó. Ghê. Rồi. Cái đầu bà ngoại mới không có biết nữa, ngoại mới một ngồi gẫm lâu khoảng 5 phút sau ngoại mới nhớ ra mình chưa cúng. Ừ. Cái bà ngoại mới nguyện giấy lớn luôn mà nguyện giấy cho mấy ông nghe. Ừ. Nguyện giấy xong cái cỡ khoảng 5 phút sau nữa thì mấy ông mới quay đầu mà ông bò xuống vị trí chỗ này mất. Xuống đây luôn. À, xuống nữa là cái vị trí chỗ này ngày xưa là cái hang của mấy ông nằm ngay dưới này luôn. Ừ. Nhưng mà cái con to nhất mà khiến cho mấy anh kia chạy là ngay chỗ này. Ngay chỗ này luôn. Cái miệng hang hồi trước là cỡ cái thùng cái nếu mà nói cái thùng thiết thì nó không bằng thùng thiết mà nhỏ hơn thùng thiết tí xíu. Ừ.
mà giờ clip mất hang, mất tiêu mất hang luôn. Giờ clip mất, hồi đó ở đây là mấy cái cây sậy á, nó bủ đầy ở đây dưới hết trơn luôn. Ừ. Mà bây giờ thì cây sậy nó chết, nó rủ xuống mất tiêu rồi. Mấy cây sậy mất hết luôn. Mình đi lên trên đây để mình qua bên mũi thiền đi. Mũi thiền rồi mình xuống đường nào ha? À, đi thẳng lên lát có đường xuống. Vậy hả? Thẳng lên có đường ra. Ừ. Nhớ có đường ra. Lên đường này luôn ha. Tắt máy là bây giờ mình qua đâm qua cái ô. Ôi ôi, sao cái dốc này? Cái dốc gì sao đi ta? Không có đồ nắm này. Có cái gì nắm này? Nó đứng. Đi đường ta? Được. Qua đó là đi đi mà. Thì bước qua chỗ này cái là qua đó đi được rồi đó. Ôi dạ. Nó không có chỗ bám giò. Kiếm chỗ khác rồi. Đi lên trên đó coi. Không có bám giò được. Ôm. Mà không, ừ không có chỗ bám giò. Lên đây nè, qua tăng ơi. Kiếm chỗ an toàn đi. Bữa nay hai anh em đi băng rừng lội suối. Ui. Đây có cái hang nữa. Hả? Củ. Ui dạ. À hả? Củ gì? Gì hả? Mà nhỏ lên thử coi. Không được. Gì hả?